Xin chào tất cả quý anh chị, Xpander, một trong những chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Quý anh chị, nếu muốn di chuyển an toàn trên mặt đường mà không cần phải lo lắng đến những cây đinh đâm vào, thì việc trang bị cho mình một bộ vỏ có chống đinh là giải pháp ưu tiên hiện tại. Với công nghệ phủ chống đinh bằng lớp cao su dẻo sẽ khác hoàn toàn với thời trước. Chúng ta dùng một chai keo lỏng chúng ta đổ vào gây ra hiện tượng một mâm, một lòng vỏ. Với lớp cao su dẻo thì chiếc xe của chúng ta sẽ không cần phải vá lại khi có những cái đinh đâm vào. Và có những cái đinh đâm vào thì nó sẽ bọc kính lại, không bị thoát hơi, không bị mất lái đột ngột do mất hơi đột ngột. Đây là ưu điểm lớn nhất của lớp cao su dẻo phủ chống đinh. Những lớp cao su dẻo phủ chống đinh này đã có từ rất là lâu trên những thương hiệu lớn, và hôm nay Khanh đưa về trên những chiếc xe bình dân để chúng ta có thể có những chuyến đi an toàn mà có một cái giá thành cực kỳ hợp lý. Và Khanh xin phép đọc cho nhà mình một số thương hiệu vỏ dành cho chiếc Xpander này thường được quý anh chị sử dụng. Và giá của Khanh đọc là thời điểm tháng 6, 2024 đã bao gồm lớp phủ chống đinh rồi. Quý anh chị ở xa thì có thể liên hệ với bên Khanh, bên Khanh sẽ ship hàng về nhà cho nhà mình. Còn quý anh chị ở gần có thể qua bên Khanh sẽ tháo lắp hoàn toàn miễn phí. Quy trình tháo lắp của bên Khanh đều có cân mâm, bấm chì, siết ốc đúng lực tất cả các trục để đảm bảo cho chúng ta có một cái quá trình vận hành an toàn, đảm bảo đúng kỹ thuật. Mỗi một trục bánh xe như vậy, khi mà sử dụng bộ vỏ chống đinh thì nó sẽ có cân nặng tăng thêm xung quanh 2kg đối với những chiếc xe kiểu Xpander này. Và mỗi trục bánh xe như vậy được nhà sản xuất thiết kế ở những cái thị trường khác đi nhiều loại mâm, và những cái loại vỏ sử dụng cho nó cũng nhiều mùa, không giống như Việt Nam sử dụng cố định một loại. Thành ra cái việc thay đổi trọng lượng ở một trục bánh xe nằm trong giới hạn chịu đựng, không làm ảnh hưởng đến quá trình chúng ta vận hành. Việc trang bị cho một bộ vỏ chống đinh lớp cao su dẻo phủ bên trong được phủ bằng máy ly tâm, mép trái, mép phải đều nhau, và máy tự động thì bốn bánh có cân nặng bằng nhau, không bị xô lệch, không bị biến dạng, không bị chảy xệ. Lớp cao su dẻo để phủ trong lòng vỏ phải được nung ở nhiệt độ từ 150 độ trở lên. Thành ra trong quá trình vận hành, mỗi trục bánh xe của chúng ta chỉ có 50 độ, 60 độ. Thành ra không thể nào làm ảnh hưởng đến lớp cao su dẻo này. Và lớp cao su dẻo này, bên Khanh sẽ bảo hành cho quý anh chị đến khi chúng ta bỏ vỏ xe, tức là xài hết chỉ số mòn của ga vỏ. Với lớp cao su dẻo thì chúng ta có thể vận hành bình thường hoặc là đậu lâu vẫn không bị ảnh hưởng nha. Rồi, nói hơi nhiều thì quay lại, Khanh xin phép đọc cho nhà mình một số loại vỏ xe mà Xpander thường hay chọn. Cái chiếc này đứng kế bên Khanh đây, đây là vỏ xe 205-55R17. Đây là phiên bản Cross, nó có bộ mâm to hơn một tí. Thì một số thương hiệu vỏ giống như Hankook là 2.450.000 cho nếu mà quý anh chị mua 4 vỏ là 9.800. Quý anh chị chọn thương hiệu Goodyear hiện tại là 2.850.000 một vỏ, nếu chúng ta mua 4 vỏ là 11.400.000. Nếu quý anh chị chọn thương hiệu Bridgestone là 3.350.000 và 4 vỏ là 13.400.000. Một số thương hiệu khác, Khanh ví dụ giống như Dunlop, Michelin, quý anh chị có thể tùy chọn. Khanh sẽ báo giá lại cho nhà mình, tại vì những thương hiệu này thường hay bị biến động giá, thì bên Khanh sẽ cập nhật cho nhà mình để nhà mình hiểu rõ hơn và chọn lựa một thương hiệu vỏ phù hợp. Tất cả các thương hiệu vỏ đều có những ưu và nhược điểm, không nhất thiết chúng ta phải sử dụng một cái vỏ quá đắt tiền. Nếu quý anh chị muốn êm thì khi làm phủ chống đinh, bên Khanh đã tặng cho nhà mình thêm một lớp xốp tiêu âm. Thành ra nếu quý anh chị quan tâm đến vấn đề êm ái cho những cái vỏ xe kiểu giống như Xpander này thì không nhất thiết chúng ta phải bỏ ra số tiền quá lớn để chọn thương hiệu Michelin. Nếu chúng ta chọn Michelin, hãy quan tâm đến yếu tố bám đường, yếu tố quãng đường phanh ngắn nhất là nó sẽ tối ưu chi phí cho chúng ta. Còn quý anh chị quan tâm đến độ ồn thì phủ chống đinh và lớp xốp tiêu âm đã giải quyết cho quý anh chị vấn đề này rồi. Thành ra quý anh chị có thể chọn Dunlop, quý anh chị có thể chọn Kumho, những cái dòng thấp hơn một tí để chúng ta tiết kiệm được một số chi phí. Đây là những cái tư vấn của Khanh dành cho quý anh chị để quý anh chị hiểu rõ hơn lớp phủ chống đinh có tác dụng gì và lớp xốp tiêu âm
dán vào để giảm được ồn có tác dụng gì. Mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp để bên Khanh sẽ tư vấn rõ hơn cho nhà mình nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại nhiều video sau. Bye bye.